Hello, vợ chồng Nguyễn Nhi xin mến chào quý ông bà, cô chú bác và anh chị em thân mến. Chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Hôm nay vợ chồng em lên chia sẻ câu chuyện đến nay ngày 29 tháng 11 năm 2023. Câu chuyện lên phiên tòa của vụ chú Xuân, anh Mí và em Cường. Vụ Hằng, Kali đó quý vị. Thì sau đây thông tin chia sẻ của em cập nhật được. Anh Mí á, thì hôm nay á là bị deny. Deny là tức là anh Mí bị từ chối, không đủ bằng chứng. Đó. Còn em Cường thì bị dismiss. Dismiss là hủy bỏ. Hủy bỏ vì không muốn xử, vì không đủ điều kiện. Đó. Em Cường thì không đủ điều kiện, cho nên á tòa không muốn xử. Còn anh Mí thì không đủ bằng chứng. Đây cũng là một cái tin buồn quý vị. Thì hôm nay có ai ở trên tòa để anh coi có gì? Anh biết không, tại sao mà cái phiên tòa này mà xử mà hả, bị mà không thành công, không thất bại không? Tại vì á, lúc nào cái gì cũng vậy, từ đầu tới cuối luôn ha. Lúc đầu tới cuối mình làm cái cũng thành công hết trơn á. Đúng. Bắt đầu mà cái gì, bắt đầu có con le le á, 61 này vô cuộc một cái là nó làm cái gì, nó nhúng tay vô cái nào, nhúng tay vô cái nào là thất bại, là thua cuộc, thất bại. Đúng. Thua cuộc, thất bại, thua cuộc không à. Đúng rồi. Cái này nó thiệt á, cái con này á là em nghi nó là cái con nội gián á. Đúng. Nó đưa cái thông tin qua cho bên kia. Đúng. Biết không? Nó xạo xạo, nó ba xạo như vậy thôi. Bởi vì lần nào mình lên nói á, mình lên chia sẻ, mình làm cái gì cũng thành công, đi làm gì cũng được hết trơn á. Đúng. Mà có nó lên cái gì á là hả, hư đường hư bột hết trơn á. Đó. Đó. Thì hôm nay giống như nghe nói là có ở trong tòa là có Lan, Debbie với em Cường, anh Mí, với Lily, với Le 61. Còn có Buddy á, nó bị cảnh sát đuổi ra hôm đó rồi, không cho vô luôn quý vị. Đúng. Bữa nay Buddy nó không được vô đó luôn. Ừ. Ngay cái ngày bữa hôm mà nó vô chồng nó muốn hành hung nữa, đánh mình ở trong đó đó. Đúng anh rồi. Cảnh sát ta thấy hết trơn á. Có thêm Buddy ở trong hết trơn á. Đúng rồi. Nó kiếm chuyện đúng không? Bữa nay nó đâu được vô nữa đâu. Đúng rồi, tại chơi vô quá em. Ừ. Tại chơi nó báo cảnh sát á. Xong vô này cảnh sát cho nó vô. Tưởng là nó báo cảnh sát, cảnh sát đuổi mình ra, ai ngờ nó báo cảnh sát, mà cảnh sát coi kem quay thì ta biết chơi rồi, ta đâu biết hết chơi rồi. Đúng rồi, có kem quay đàng hoàng chứ, bữa nay vô cũng vậy thôi, ngày mai vô cũng được vậy thôi, ôi người ta cũng đuổi à. Người ta đuổi cổ nó liền luôn, bữa nay đi vô nó không cho vô luôn quý vị. Không có cho đi vô, nó ngồi ngoài, chắc nó ngồi ngoài đợi á, đợi mấy tiếng ngồi ngoài, ngồi xe chắc. Chứ còn vụ mà nãy nghe nói le le nó lên nó nói gì? Nó nói là thắng rồi. Nó hả, trời ơi, nói với lại em Cường, nói lên thắng rồi. Trời ơi quý vị, thấy không? Cái chuyện sờ sờ trước mắt như vậy mà còn nói dốc nói láo. Ha. Đâu có thắng đâu. Thua hết luôn, không có gì thắng hết trơn á. Đó, vậy mà cũng lên nói dốc nói láo để mà hả, để mà biết chi không? Nói thắng gì biết chi không? Để mà kêu người ta cho quà cho này cho kia. Đúng rồi. Cho quà để cho nó nói thắng, để cho người ta cho tiền vô, để mà cho nó làm không cái này làm kia. Cái này cái ông trời á cao quá, có mắt á. Mấy cái người mà lừa đảo xạo gạt tiền người ta á, không bao giờ á mà để cho nó thành công cái gì hết trơn á. Biết không? Đó. Coi như á, nếu mà cái nó mà được thành công cái này cái á ha, rồi nó vỗ ngực xưng tên, nó dùng dãy lên nó ha, coi như là nó tự nó làm cái này làm cái kia tiếp theo, rồi nó bắt đầu kêu gọi tiền, bắt đầu góp tiền vô cho nó, không để nó lừa gạt tiền người ta. Ông trời biết nó lừa gạt, thành thử ra không có cho nó làm được cái gì hết trơn á, thấy không? Đó, bữa nay á là không có ai thắng hết trơn á. Một người á, anh Mí á thì á bị từ chối, không đủ bằng chứng. Còn em Cường á thì không đủ điều kiện, nên tòa không xử tiếp nữa quý vị. Đó, đâu có gì thắng đâu mà lên thắng. Rồi á, mắc cười lắm, một cái chuyện này là cái chuyện vui nè quý vị. Le le 61 á, nó lên á, video á hôm qua đồ live stream lúc nào cũng lên chửi người ta hùng hồ dữ lắm nha, chửi mạnh lắm nha. Trời ơi, le le chửi khí thế luôn mà, chửi câu sụp khí thế, chửi kiểu bằng chửi kiểu như là đúng. Chửi coi như là hả, đúng rồi luôn, bị chuyện vu khống đặc điều ha. Chửi mấy người tốt, mấy anh chị em á, người ta tốt, người tốt không à quý vị. Ha, cũng như vợ chồng em, nó cũng nói với vợ chồng em á, và mấy anh chị em đồng nghiệp là bị Hằng mua chuộc. Đó, rồi những anh chị em mà mấy người trước kia á, những người khán giả nữa, giúp cho nó biết bao nhiêu chuyện luôn. Hai mẹ con á, ha, ở San Jose á,
người ta cũng giúp rất là nhiều chuyện cho nó. Tại vì con Trang Lê nó không có biết tiếng Anh, người ta biết tiếng Anh đi giúp nó nhiều chuyện, và người ta có những cái thông tin nữa đưa cho nó để cho nó lên nó chia sẻ cho nó nói. Trời ơi, nhưng mà nó quay lại nó cắn người ta, nó chửi người ta trên trên clip thôi nha anh. Bữa nay gặp Lily ấy, gặp Lily với lại Le Le á, ha, Linda gặp ở trong tổ anh. Trời ơi, Linda hả, lại hả, chửi xối xả luôn ha, nói thẳng ngay mặt nó luôn. Coi như là nói nói thẳng ngay mặt nó luôn luôn. Ha, mà nó hả, cái mặt nó hả cúi xuống luôn á, cúi xuống cover đó ha. Trời ơi, cúi xuống như cúm gì đó quý vị. Trời ơi, lúc mà em nghe nói á, anh biết không, lúc mà con Le Le cúi đầu xuống vậy á, ha, bị Linda nói thẳng mặt luôn à, cúi xuống không dám nói tiếng nào luôn. Trời ơi, cái bằng cúm lại luôn, coi cúm lại luôn á. Cũng tội nghiệp lắm. Có bà Hương thấy nữa mà. Có bà Hương tôi hú thấy luôn. Trời ơi, em nói thiệt nha quý vị, nhiều cái thông tin á để mà chia sẻ lắm. Nhưng mà tại vì cái phiên tòa này anh biết không, mình biết, cho dù em không có đi đến đó, không có ở đó, tụi nó không thấy em, nhưng mà những cái thông tin gì em cũng biết có hết trơn á. Nhưng mà mình không nói được là tại vì nó chưa có xong. Đúng. Đó, không, mình phải cho nó xong rồi mình mới chia sẻ. Đó, những gì ý Nhi chia sẻ là đều là sự thật hết trơn, chứ không phải là như á con chá Le Le 61 ha. Nói xạo, nói dóc, nói láo. Mục đích của nó lên đây là nó để kêu gọi tiền. Đó, nó nói nó làm cái này làm kia để cho quý vị, ông bà cô chú bác khán giả tưởng đâu là thiệt rồi rót tiền vô cho nó. Đúng rồi đó. Cẩn thận. Nó là một chị. Nó là lừa đảo, cho nên trời á nhìn thấy được cái lừa đảo, cái sự thâm độc của nó, tính toán của nó, cho nên á ông trời không có cho nó được mục đích. Hiểu không? Vậy phải cẩn thận mấy nè anh nghĩ đi, nó không có về Việt Nam, nó không có đi về Việt Nam nha, mà nó vẫn nói với khán giả cộng đồng mạng là nó đi về Việt Nam, mà ý Nhi đã biết nó không có đi về Việt Nam luôn. Ý Nhi á, lần trước cái lên tòa đó là ý Nhi là muốn cho khán giả, ông bà cô chú bác biết là con này á là nó dốc nó láo. Đó không, ý Nhi đi lên chợ anh tòa gặp nó luôn ở đó luôn, mà trước kia nó đâu có, nó nói với quý vị cái ngày trước lên tòa nó còn nói nó ở đang ở Việt Nam mà, đúng rồi. Nó còn nói chuẩn bị, nó Kiên Giang, nó chuẩn bị bay lên Sài Gòn nữa mà, đúng không quý vị? Đúng rồi đó, thấy không? Ý Nhi á, cái gì á, ý Nhi á nói á, chuyện nó chưa có ra, nhưng mà ý Nhi nói trước luôn là đúng chắc như tin đóng gọt luôn, 100% đúng chính xác luôn á quý vị, thấy không? Và bây giờ em biết là cái chương trình của nó kêu gọi tiền cái quỹ này quỹ kia đúng để rồi. Cho nó đó anh. Lúc đầu nó nói là nó thuê luật sư để mà nó thư kiện ngân hàng, nó kêu gọi tiền cho kêu khán giả cho tiền vô, phải không? Thì nếu mà khán giả Mạnh Thường Quân á mà cho tiền vô á, ha, thì á nó cứ để cho kêu hoài luôn, và nó để tiền đó nó chỉ là lừa đảo thôi, chứ nó không có làm thuê luật sư gì hết trơn á. Tại vì ông bà các bác nghĩ đi nè, nó đã nói á là nó thuê luật sư rồi thì cần gì nó phải lên kêu gọi tiền nữa, có phải là nó muốn thấy không nó xạo, nó muốn lừa gạt tiền của những nhà hảo tâm. Mạnh Thường Quân đó, nó đã thuê luật sư rồi sao còn kêu tiền nữa. Rồi nó nói á, cái tiền này nếu mà quý vị mà khán giả mà cho vô á thì nó sẽ là một là thuê luật sư để mà hạ giúp cho mấy người anh em mà thấp cổ với họng rồi á lấy lại công bằng đó, dốc láo không. Với lại á, rồi nó nói á là cái tiền có thể mấy khán giả cho vô á thì nó sẽ làm giúp mấy em vô cư. Ủa, rồi trước thì nó có nói á, mấy người vô cư ở Mỹ này không có cần phải giúp nữa, tại vì chính phủ giúp hết trơn rồi. Mấy anh em đó chỉ xin housing hay là xin home gì á, có khám bệnh bác sĩ gì cũng có hết trơn. Ở Mỹ này á là chính phủ lo hết trơn, tại chính phủ rất là thương người dân. Đó, nó cũng nói như vậy luôn, mà bây giờ nó lại ra kêu gọi tiền để mà giúp cho anh em vô cư, rồi để thuê luật sư, rồi cái này cái kia nó thuê luật sư, rồi kiện con Hằng, rồi cái này nọ. Thấy dốc láo không? Mà cái vụ thưa kiện con Hằng á, là nó đã năm trước nó nói á, là nó đã báo vô FBI và IOS rồi. Bây giờ chỉ cho nó yêu cầu, cộng đồng mạng đang yêu cầu nó đưa cái key number ra để cho khán giả người ta xem, mà nó không dám đưa lên, tức là nó không có thưa kiện gì hết đấy quý vị. Nó chỉ lên nó diễn như vậy, nó nói như vậy để cho lấy lòng tin, lấy hả, nói câu view câu sụp rồi á, cho khán giả tin nó, rồi bắt đầu nó đứng ra nó kêu gọi tiền cho mọi người đưa tiền vô, rồi nó bỏ túi nó làm con Hằng thứ hai vậy thôi quý vị. Đó rồi, trời ơi, bữa nay á ha, con Le Le á bị á Linda chỉ thẳng, nói thẳng luôn, trời ơi, cái mặt nó cúi cục xuống luôn á quý vị. Mà nó live stream nó dữ rồi. Live stream hùng hổ, người này người kia người nọ, chửi hai mẹ con người ta dữ lắm, tới hồi mà gặp mặt hai mẹ con người ta co gút đầu lại luôn. Wow. Rồi sao rồi, bơ đi bữa nay không được vô hả, buồn không? Ủa dân chơi xăng xăng mà không được vô luôn. Sao chơi
Dân chơi sân xe, nên lộn quý vị. Dân chơi sân xe á mà đi vô tòa bị đuổi cổ ra. Mà bữa nay không có được vô nữa. Đâu cần anh tới đâu, bữa nay cũng mày cũng bị đuổi thôi, đúng không? Bị đuổi cổ luôn, không có hả, không có được vô nữa. Vậy mày biết đủ level chưa? Thấy không? Level bữa nay thấy không? Vợ chồng gì đâu cần đi đâu, mà vẫn biết không, vẫn có tin thấy không? Lần trước cũng vậy, vẫn có tin, lần nào cũng có tin hết trơn, nhưng mà ý như chưa có muốn nói thôi. Đợi cái phiên tòa này thật sự xong mình mới lên chia sẻ. Còn nhiều chuyện vui đấy, chia sẻ lắm. Còn nhiều chuyện nữa đó. Còn nhiều lắm nha quý vị. Giống như vụ, nghe nói vụ anh Mí nữa thấy không? Đúng rồi, có vụ Mí nữa, rất là hay nha quý vị. Còn có vụ mà có người con Linh nữa không? Người trong cái người mà nó nói người trong cuộc á, hay là cái con nhỏ trong kẹt đó đó anh. Đó con nhỏ trong kẹt đó, đợi nghe đi. Một cái đám của mà đi theo le le là đám trong kẹt không á, chuẩn bị á, ngồi dảnh lỗ tai lên ha, nghe cái người trong cuộc này lên tiếng nha. Chứ đừng nói là mình là người trong cuộc, mình cái đám le chỉ là người trong kẹt thôi. Nhớ nha, đăng ký á, anh hai chị hai tối nay 6 giờ nha. 6 giờ anh hai chị hai. Lily á. Và nghe. Ok. Đi le le xong mốt, nhớ nha, đăng ký. Đó, vô xem nha, vô xem nha. Nhớ like nha không? Nhớ like, nhớ subscribe nha không? Đó. Nhớ ủng hộ nha không? Nó kêu ủng hộ không anh? Nó ủng hộ, nó ủng hộ. Đó. Rồi. Thì hôm nay anh chia sẻ trước ông bà cô chú bác, anh chị em tới đây trước nha, và hẹn gặp lại video tiếp theo sau. Kính chúc quý ông bà, cô chú bác, anh chị em luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.